Mỹ Yên là tên một siêu nút giao tại tỉnh Long An kết nối 3 trục giao thông lớn là cao tốc Trung Lương, cao tốc Bến Lức, Long Thành và Vành Đai 3. Hiện các đường dẫn của nút giao này đã lộ hình hài. Tại nút giao Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, không khỏi bất ngờ vì hiện trạng nơi đây đã có nhiều thay đổi chỉ trong vài tháng. Những khu vực có bãi đất gồ ghề, bùn lầy, lau lách trước kia nay đã được ủi phẳng. Một số trụ cầu, nhánh cầu, đường dẫn cũng đã hiện rõ hình dáng và đang được trải nhựa. Việc nêu trên cũng đồng nghĩa với ngày về đích của nút giao Mỹ Yên đến gần hơn. Khi hoàn thành, nút giao sẽ kết nối cả 3 trục giao thông lớn là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, cao tốc Bến Lức, Long Thành và Vành Đai 3, tạo nên những cánh cửa giao thông liên vùng. Từ đó thúc đẩy sự phát triển giao thông, kinh tế và xã hội.
Cao tốc Bến Lức, Long Thành và Vành Đai 3 tạo thành trục giao thông quan trọng phía Nam sau khi hoàn thành. Tuyến cao tốc Bến Lức, Long Thành đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ. Đồng thời, sau khi kết nối với Vành Đai 3 sẽ tạo ra trục giao thông chiến lược. Điểm bắt đầu của cao tốc Bến Lức, Long Thành là từ nút giao Mỹ Yên thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau đó, tuyến đường đi qua tỉnh Long An, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, cuối cùng là tỉnh Đồng Nai.